Set thứ tư. Chúng ta hãy xem Hoàng Duy sẽ bứt phá như thế nào để vượt qua 3 set dẫn trước của Lê Quốc Tiến. Sẽ rất là khó khăn đây, không biết anh có làm được không? 2-0. Không. Một bốn. Bốn hai. May mắn. 5-2. Ngay lập tức đáp lễ bằng quả leo lưới. 3-5. Bốn năm. Rất là dứt khoát, pha bóng rất đẹp của Lê Quốc Tiến. Tỷ số 5-0. Trời ơi, cha con thấy pha bóng rất đẹp. 6-0. Trước là dỗ được không cho nó ra. 7-6. Sáu tám. Sáu chín. 16. Và 11-6. Như vậy trận công đài đầu tiên của lô đài kỳ 45, đại chủ Lê Quốc Tiến đã thắng. Đội viên công đài Hoàng Duy tỷ số 4-0.